Chị ở đâu ấy? Chị tên là gì ạ? Tên là Xia. Tên Xia. À. Chị có chồng con chưa? Có con, có một đứa con ạ. À. Không có chồng ạ. À. Thế bây giờ chị cũng đi hái mướp à? Ừ. Thế mình đi hái mướp. Vâng. Em tên là gì nhỉ? Em tên là Hoa. Vâng. Em cũng có một đứa con. À. Chồng bỏ đi. Chồng bỏ rồi. Mình đi hái mướp đi nhỉ? Vâng. Cắt luôn nhé. Đi sang bên kia đi nhỉ. Vâng.
chị cắt cái này đi. Mướp tốt nhỉ? Vâng. Đẹp quá. Chị hãy cà phê đi. Được. Đồ cho đấy nhỉ? Chị được chứ? Được rồi. Con chị lớn chưa, học lớp mấy rồi? Học lớp 2. Học lớp 2 à? Con em mới đi nhà trẻ thôi à. Nó đi ăn cơm tới nó mới về. Tới nay ông ơi à. Đi nhà, đi về đi nhà à. Chị có bán ở chợ không? Có. Thank you.
mà vẫn giàu được đâu. Kiếm cho anh nào thì ngồi đây thì tao ngon.